Rồi, video này giao xe nha, giao chiếc D Shibura D23F cho khách ở phía Bắc. Bên mình chuyên cung cấp ra các tỉnh luôn nha. Thì các bác thấy hay thì cố gắng đăng ký kênh em để mua xe bên em nha. Đăng ký để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp. Các bác đăng ký thì bấm vô cái nút đỏ đăng ký bên cạnh phía bên tay phải màn hình á, có cái nút màu đỏ, đăng ký vô đó, bấm vô chuông nữa là rồi, ok, coi như là đăng ký kênh của em xong. Khi có tin nhắn về thì các bác có thể là ở trong hộp thư đến á, nó có đỏ lên á, thì các bác thấy có hộp thư đến thì các bác có thể mới ra các bác coi đó, để mà alo cho em. Em đăng ngày gần như ngày nào em đăng video lên để em bán xe hết, nên là các bác có thầu quyền lựa chọn các loại xe luôn nha. Rồi, bên em chuyên mua bán hàng nhập giao xe nha, D23F. Rồi, video này giao chiếc Mitsubishi D2350 luôn cho một anh khách ở ngoài phía Bắc. Chiếc này gửi đi Thái Nguyên nha. Gửi đi Thái Nguyên, ở ngoài Thái Nguyên á. Rồi, coi như chiếc này gửi đi nha. Gửi đi Thái Nguyên. Thì một ông bạn đã qua liên lạc với mình để mua chiếc này, thì nhiệm vụ mình gửi đi cho ông bạn đó. Mình không trực tiếp gửi nhưng mà mình cũng nhờ ông anh mình gửi cho đó. Bạn thấy rồi đó, bên mình làm ăn rất là uy tín, bao cho bạn một cái cặt đăng phía sau đuôi á. Bạn thấy rồi đó. Thì bạn yêu cầu là mua cho bạn thêm một cái cặt đăng nữa. Thì mình mua một cái cặt đăng đồ cũng bình thường thôi, chứ cũng không phải là cao cấp. Bởi vì bạn kêu nhu cầu sử dụng của bạn không cần cao cấp lắm, thì mình cũng mua cho bạn một cái cặt đăng bình thường thôi, chứ cũng không đòi hỏi một cách phải gọi là đồ cho ngon lắm. Nói chung là đồ sử dụng được nha bạn nha. Thì video này mình đăng lên thì chắc bạn cũng nhận được xe rồi. Thì bạn thấy là đó, bên mình làm ăn rất là uy tín, nên không phải lo lắng điều gì hết. Bên mình thì mình cũng báo với các bạn luôn, bên mình là 100% tiền rồi mình mới gửi xe đi nhá. Bên mình là hồi giờ nó có luật của nó vậy đó, nên là các bạn phải thông cảm, làm gì nó đúng. Chứ mình thì hồi giờ bên mình có luật như vậy, chứ không phải là gì. Chứ còn đã gửi tiền vào tài khoản mình thì cứ yên tâm 100%, không phải suy nghĩ điều gì hết. Thì video này thông báo là mình gửi xe đi khắp mọi nơi, nói chung là toàn tỉnh luôn, tất cả các tỉnh nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Rồi, các bác có thể thấy bên mình mua bán thì không phải suy nghĩ điều gì hết á. Bởi vì 100% các bác đã mua xe bên em đều nhận xe bài bản hết nha, mà đều chuyển tiền đủ 100% hết. Thì cứ yên tâm mà làm việc thôi, không phải suy nghĩ điều gì hết. Thì nếu như các bác mà muốn mua xe, thành ý mua xe thật sự, thì có thể là lên Zalo kết bạn với số điện thoại của em ở số đây luôn. Số điện thoại của em đây là dùng Zalo luôn nha các bác nha. Thì các bác có thể dùng một cái máy nào đó kết bạn qua Zalo rồi được, thì anh em mình, chú cháu mình có thể làm việc một cách dễ dàng hơn, thì liên lạc qua Zalo cũng được. Còn kể cả không qua Zalo thì bên mình quay lên như nào thì mình gửi cho đúng chiếc đó thôi, chứ không phải suy nghĩ điều gì hết. Thì một lần nữa thì mình cảm ơn các bác lâu nay đã ủng hộ kênh em nha. Lâu nay các bác đã đăng ký theo dõi kênh em, thì kênh em cũng khá đạt, nói chung là buôn bán cũng giá cả nó cũng cạnh tranh, nên em bán. Nên là các bác cứ yên tâm, là một điều là mọi thành quả thì đều đến từ sự thiệt thà hết các bác đó. Chứ còn mình mà làm ăn gian dối thì không thể nào mà tồn tại lâu được. Đó, là nói thẳng với các bác là vậy. Mình mà gian dối thì không thể tồn tại lâu được, nên là cứ yên tâm. Bên em thì cung cấp 63 tỉnh thành, khắp 63 tỉnh thành luôn nha. Lần được cái yên tâm, không phải suy nghĩ điều gì hết.
Xe bên mình thì cực kỳ bao các bác là xe VIP, toàn là xe VIP thôi, nên là không phải suy nghĩ. Về thì xài gần như yên tâm. Chứ mua xe bãi này thì cái yếu tố hên xui nó cũng đóng vai trò cũng lớn lắm. Nhưng mà xe bên mình thì cái tỷ lệ xui ít lắm nghe các bác nha. Rất đẹp bởi vì rất là VIP. Xe nhập trực tiếp từ Nhật luôn, không riêng gì là phải qua khâu trung gian hay như này như kia hết. Nhập trực tiếp từ Nhật. Toàn xe VIP các bác thấy rồi đó. Bên em là đơn vị cung cấp gần như là lớn nhất các tỉnh phía Nam. Đó là bên em là gần như là lớn nhất các tỉnh phía Nam luôn á. Em chắc câu đó luôn. Gần 1.000 đầu xe nghe các bác nha. Thao các bác lựa chọn. Thì các bác thấy là đó, bên em các bác nhìn xe rất là nhiều, không phải là đơn giản. Xe thì khỏi chê luôn, mọi cái. Mua bán bên em cũng mua theo tính chất ào ào, nhanh lắm. Bên em thì khách hàng bên em nhiều người điện thoại một cuộc một đã mua xe. Đó là chuyện rất bình thường. Còn có bác chuyển tiền trước luôn. Kêu chưa có xe mà còn chuyển tiền trước luôn, không phải như các bác nghĩ. Đó là em nói thiệt, nhưng khi các bác không tin đâu, nhưng mà thiệt sự làm trong cái nghề buôn bán xe của em đây, hồi giờ thì em mới gặp một trường hợp một là chuyển tiền trước thôi. Đã có một video em nói về con 2004 đó, con Hinomoto 2004 đó, thì cũng có nói về bác đó đã chuyển tiền trước luôn đó. Chứ còn không phải là gì, bên em làm ăn thì nó uy tín nên các bác cứ yên tâm. Em chỉ mong các bác kiếm được một đơn vị nào đó mua bán uy tín để cho người dân mình đỡ khổ thôi. Có cái máy cày, máy cuốc cho nó khỏe, mình dân lao động mà. Đỡ được bao nhiêu sức lao động thì các bác thấy rồi đó, đâu phải đơn giản đâu. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn các bác đã coi video em nha. Thấy hay thì cố gắng đăng ký kênh em để rồi làm việc cho dễ dàng. Đăng ký kênh em là gần như các bác có thể nhận được tin nhắn đầu tiên luôn để mà mua xe bên em. Chứ còn ai mua đầu dê mà treo đầu dê bán thịt chó em không nói, nhưng mà riêng kênh em thì không bao giờ có chuyện nó xảy ra nghe các bác nha. Quay xe nào là đúng xe đó, xe nào bán rồi nói bán rồi, xe nào chưa nói chưa, chứ không phải như này như kia được nên các bác yên tâm đó. Rồi cảm ơn các bác coi video em nha. Nói là mất uy quá. Chào các bác nha.